Bà nội mua bánh kem con ăn mà đâu phải kem sức mặt đâu. Đây nè, nó bóp bánh kem đây nè. Giờ nó chơi rồi. Thôi. Là lên. Ai hả? Là lên. Có phải Xu không? Ơi, Xu đang biểu diễn thời trang kìa. Xu à, con ăn gì Xu? Con ăn gì ạ? Cho miếng đi. Ăn gì? Con đang ăn. Hết rồi. Hết rồi. Trời ơi. Ăn nữa không? Ăn nữa không? Đi vô ôm vợ ba, kìa ba tắp cho lẹ lên. Đi. Vô. Ăn nữa không? Ôm vợ ba. Đi nữa ta. Còn không? Cái bánh kem còn không Xu? Hết rồi hả? Đi đâu hả? Rửa tay hả? Rửa tay chắc rồi ướt mình quá. Đây nè, đây nè. Biết rửa tay luôn kìa. Hay tao biết rửa tay luôn. Đâu? Quay mặt anh coi. Con nói gì? Ăn cái bánh kem nữa không? Ăn nữa đi. Bà nội mua thêm cái nữa kìa. Xu à, bà nội mua thêm cái nữa kìa. Rửa tay. Đó. Ngồi rửa tay đó, rửa tay à, chứ không rửa mặt. Rửa cái mặt cái hả? Chưa. Tủ quần áo luôn, tắt luôn, quá trời rồi. Cháu có chạy đúng cổ không? Đưa coi.